Toàn gọi anh em tôi bị hắc hủ giữa đất Sài Gòn này rồi. Tự nhiên 5 phút trước còn cả tê tê cười giỡn ở ngoài đường. Vậy mà 5 phút sau nằm chèo quẹo giữa chốn đông người đang qua lại. Chuyện là tôi đi mua nước sắm với anh Ken mời cái tôi cảm thấy nhức đầu trong mặt nó ói. Tôi cảm giác là tôi không rộng được nữa. Thì mới kêu là anh Ken ơi giờ anh xỉu nha. Anh chịu hết nổi rồi. Thánh hồn hiên đệ ơi ổng tưởng tôi giỡn. Anh Ken kiểu mày bớt dụ tôi đi. Tại vì cái tính của tôi là trong mọi hoàn cảnh tôi vẫn tà rỡn được. Nhưng hôm nay tôi gục ngã hạch rồi. Tôi mới nhảy vô cái chỗ mà chậu bông của ông ta. Tôi vô chổng tôi ngồi. Lại lúc đó vẫn còn tỉnh táo nhớ nha. Xong cái tự nhiên tay chân tôi tê hết. Cái tôi hết biết gì luôn. Sau khi tỉnh dậy anh Ken đưa tôi coi cái clip này. Tôi thấy không ai như anh chị người này á. Em mình sẽ mà quay clip lại cười đi. Tự nhiên tôi xỉn ngang ở ngoài đường luôn. Clip quá xá quẩy à. Tại bị tụt cái đá của anh chị luôn. Rồi xong luôn anh em biết kết quả của tôi vậy đó. Đâu rồi nước mắt đây nè. Gà nước mắt đây. Quay. 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 Tôi ổn. Tôi không sao. Nào. 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 Người con gái yêu đuôi lắm đây, tại sao không níu lấy? Để mất đi một ngày chỉ vì vô tâm. Có những điều rằng anh không nói. Và đây là hình ảnh chị điều dưỡng tận tệ chăm sóc tôi. Chúng biết cơm sẽ khô lạnh bội nhanh nhất.